Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 45. Na Nhĩ Bình đột nhiên không kịp phản ứng, ở đâu ra cứu binh ngoài cổng. Nhưng lúc này đã không kịp suy nghĩ nhiều, càng không thể đặt câu hỏi để Tác Lãng phân tâm. Khi Tác Lãng đâm kim cương sử xuống dưới, mọi người đã thoát khỏi sự trói buộc của cái bóng, có thể tự do hành động, liền ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Na Nhĩ Bình đỡ Na Hi Nghiêu, cũng chen chúc trong đám người, thất tha thất thiểu, suýt nữa thì ngã xuống. Chỉ có mấy người vừa rồi quỳ xuống tỏ vẻ trung thành với Na Nhĩ An là ở lại bên trong. Bọn họ có thể nghe ra được từ trong lời nói của Hòa Thượng, trước mắt vẫn là Na Nhĩ An chiếm ưu thế, Hòa Thượng còn nôn ra máu, xem ra không kiên trì được bao lâu, Na Nhĩ An chắc chắn sẽ thắng. Hơn nữa vừa rồi đã phản bội, bây giờ mà cùng đi ra ngoài, cho dù gia chủ không trách phạt tại chỗ, về sau cũng sẽ không có một ngày tốt lành, còn không bằng phản bội đến cùng, đánh cược một lần. Nếu như Na Nhĩ An thắng, về sau toàn bộ nhà họ Na chính là của mấy người bọn họ. Sau khi đi ra bên ngoài, mọi người nhao nhao khiển trách mấy người ở lại bên trong, ai nấy đều chửi ầm lên. Na Hi Nghiêu biết rõ đạo lý nước quá trong ắt không có cá, nếu như thật sự đến trước thời khắc sống chết, trong số những người đang mắng chửi này còn có mấy ai trung thành. Nhĩ Bình, vừa rồi Tác Lãng đại sư bảo con đi gọi viện binh, con còn không mau đi. Na Hi Nghiêu đã nhắc nhở đám người. Đúng vậy, đại sư nói không kiên trì được bao lâu nữa, cứu binh ở đâu? Đương nhiên là chùa Bạch Tháp rồi, không phải Na Nhĩ An nói Tác Lãng đại sư còn có sư phụ sao? Na Nhĩ Bình lắc đầu nói, chùa Bạch Tháp quá xa, không kịp. Không đúng, không đúng, vừa rồi hình như tôi nghe thấy đại sư nói ra cổng mời, liệu có thể là sư phụ ông ta đã tới rồi hay không? Na Nhĩ Bình mơ hồ nghĩ tới điều gì? Nhưng lại không dám tin. Lúc này, mọi người đã ồ ạt chạy ra cổng, nghênh đón sư phụ trong miệng đại sư. Na Nhĩ Bình cũng đỡ Na Hi Nghiêu vội vàng đi theo. Lúc bọn họ đến cổng, không nhìn thấy Lạt Ma, chỉ nhìn thấy đám vệ sĩ nằm dạp một chỗ. Chỉ có Lý A Tứ đứng ở đó, đối diện còn có một người trẻ tuổi. A Tứ, sư phụ Lạt Ma đâu, có người hỏi. Tuổi quá trẻ, thấy thế nào cũng không thể là Lạt Ma chùa Bạch Tháp được. Chỉ có Na Nhĩ Bình bây giờ mới hiểu ra. Nhưng nhớ tới lời mình đã nói, bây giờ lại phải quay về cầu xin người ta, đơn giản là khó mà mở miệng. Cậu là ai? Dám đến nhà họ Na Dương Oai? Đã có người lên tiếng hỏi. Bọn họ nơm nớp lo sợ ở trước mặt Na Nhĩ An, không dám ho he một tiếng nào, nhưng đến nơi này lại lập tức hống hách hẳn lên. Lý Dục Thần mỉm cười nhìn Na Nhĩ Bình, nói, Na thiếu gia, ra rồi à? Tác Lãng đại sư đâu? Na Nhĩ Bình cau mày, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói nên lời, cứ như vậy, đơn giản là kìm nén khó chịu hơn việc tiêu chảy không tìm thấy nhà vệ sinh. Na Hi Nghiêu đã nhìn ra vấn đề, hỏi, Nhĩ Bình, chuyện gì xảy ra vậy? Na Nhĩ Bình liền nói lại chuyện xảy ra ngoài cổng trước đó ra. Bây giờ mọi người mới biết, người này chính là Lý Dục Thần cậu Lý Thanh danh vang dội gần đây. Na Hi Nghiêu làm gia chủ. Đương nhiên cũng biết. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô đã sớm mở họp thảo luận về việc Lý Dục Thần gây ra hỗn loạn ở phương Nam. Nhà họ Lý đã từng thế gia số một thủ đô, thực lực ở thời kỳ cường thịnh còn vượt xa bốn gia tộc lớn bây giờ. Nhà họ Lý ngóc đầu trở lại, bốn gia tộc lớn đều không dám chủ quan, bởi vì một khi nhà họ Lý vùng lên, rất có thể sẽ có một nhà bị gạt ra khỏi bốn vị trí đầu. Hơn nữa năm đó mọi người cạnh tranh. Hoặc nhiều hoặc ít đều từng làm một số chuyện bỏ đá xuống giếng. Nhất là nhà họ Na, còn dựa vào việc nhà họ Lý biến mất mới dấn thân vào bốn vị trí đầu. Làm sao Na Hi Nghiêu lại không kiêng kỵ Lý Dục Thần được? Nhưng bây giờ, nhà họ Na đã đến thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong, cho dù hôm nay Lý Dục Thần đến vì lý do gì, cho dù anh có thể đối phó được với Na Nhĩ An hay không, cho dù chỉ có một cơ hội, Na Hi Nghiêu làm gia chủ cũng sẽ không bỏ qua. Nhĩ Bình, làm sao con không nói sớm, cậu Lý chính là cứu binh mà Tác Lãng đại sư nói. Thế nhưng mà, Na Nhĩ Bình nhớ tới việc mình từng khoác lác, không được. Tuyệt đối không được. Vì sao, con, Na Nhĩ Bình bây giờ không thể nói ra được. Na thiếu gia, nếu anh còn không mở miệng, vị Lạt Ma sắp bên trong kia không chịu đựng nổi nữa rồi, Lý Dục Thần cười nói. Na Hi Nghiêu gấp gáp, Nhĩ Bình con mau nói đi. Con Na Nhĩ Bình quyết tâm, nói.
vừa rồi con nói sẽ tuyệt đối không đi ra cầu xin anh ta, nếu không sẽ dập đầu nhận anh ta làm bố nuôi. Cứu binh mà Tác Lãng đại sư nói tới nhất định không phải là anh. Na Nhữ Bình hít sâu một hơi, thả lỏng gánh nặng, nói ra, được, tôi nói được thì làm được, chỉ cần anh có thể cứu vớt gia tộc, tôi sẽ nhận anh làm bố nuôi. Vừa dứt lời liền muốn quỳ xuống. Sau lưng trưởng giả có nhà họ Na đau đớn la hét, không thể. Nhữ Bình, nếu cậu quỳ xuống nhận một người khác họ làm bố, vậy sẽ mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào đối? Chết trong tay Na Nhữ An thì sẽ có thể đối mặt với tổ tông sao? Na Nhữ Bình không chút khách khí đáp trả, nếu mấy người cảm thấy mất mặt, cùng lắm thì từ nay về sau trục xuất tôi khỏi gia môn là được. Làm sao Na Hi Nghiêu nỡ trục xuất con trai ra khỏi gia môn được, liền giải vây thay con mình, chỉ cần có thể cứu gia tộc, nhận người khác họ làm bố nuôi cũng đâu có sao. Đừng nói để Nhữ Bình dập đầu, cho dù bắt tôi quỳ xuống thì sao chứ? Trưởng giả im lặng, chỉ đau lòng thở dài. Na Nhữ Bình thấy bố mình ủng hộ, liền phủi cho bụi trên ống tay áo, sau đó dùng lễ tiết chiều cũ quỳ xuống với Lý Dục Thần. Một màn này khiến đám bảo vệ kia sợ ngây người. Nhất là Lý A Tứ. Lý Dục Thần khoát tay, một lực lượng nâng Na Nhữ Bình lên. Cho dù Na Nhữ Bình có dùng sức thế nào cũng không quỳ xuống được. Anh ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Anh cười nói, anh lớn tuổi như thế rồi mà còn đòi làm con nuôi tôi, cho dù anh có đồng ý thì tôi cũng chẳng cần. Thế này đi, đổi một điều kiện khác. Điều kiện gì? Na Nhữ Bình hỏi. Trả nhà cũ nhà họ Lý lại cho tôi, Lý Dục Thần nói. Dòng nước đen cuồn cuộn, cho dù là hoa sen trắng sống trong bùn mà không nhuốm bùn cũng không có cách nào giữ được màu trắng tỉnh của nó ở chỗ này, từng bông hoa sen đều bị nước đen bao phủ. Chỉ còn lại mấy đóa sen trắng cuối cùng quay xung quanh Tác Lãng. Đừng vùng vẫy nữa, ông nhất định phải chết, ha ha ha. Na Nhữ An cười to, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một kiếm khí màu đen xuyên qua vách tường, đâm vào người anh ta. Cả người anh ta cũng bay lên theo, rầm một tiếng, bị một thanh kiếm màu đen đóng chặt lên trên tường. Đã lâu rồi thủ đô không có mưa, cộng thêm gần đây thời tiết đầy cát bụi, dẫn đến không khí có chút vẩn đục. Kiếm khí huyền minh ăn mòn không khí vẩn đục để lại quỹ tích màu đen mãi mà không tiêu tan. Đương nhiên đám người ở cửa trang không nhìn thấy cảnh tượng Na Nhữ An bị ghim lên trên tường, cũng không biết vệt đen kia được sinh ra như thế nào. Chỉ có yên lặng như chết và trong lòng âm thầm sợ hãi không biết nên làm thế nào. Lý Dục Thần phủi tay, nói, xong rồi, nhà cũ nhà họ Lý thuộc về tôi. Xong rồi. Na Nhữ Bình sửng sốt. Vậy là xong rồi sao? Bên trong còn đang đánh nhau rung thiên động địa kia kìa. Cậu ở chỗ này phủi tay một cái liền nói xong rồi. Đám người nhà họ Na đều cảm thấy kỳ quái, trong lòng mọi người sinh ra hoài nghi, ánh mắt nhìn về phía Lý Dục Thần liền trở nên không có ý tốt, nghĩ thế nào cũng đều cảm giác trên mặt tên nhóc này viết hai chữ, lừa đảo. Nhóc con, chuyện gì thế này? Muốn lừa đảo thì cũng phải giả bộ giống một chút chứ. Tôi thấy cậu ta chỉ là một tên lừa đảo, chỉ muốn lấy lại nhà cũ nhà họ Lý. Về thôi. Phật từ bi hay là ác ma tà ác, mọi người thường không thể phân chia được rõ ràng, hoặc có thể nói là cũng không muốn lúc nào cũng phải phân chia rõ ràng. Phù hộ tôi chính là từ bi, xâm hại tôi đương nhiên là ma. Mà đa số thời điểm, làm người đứng xem, mọi người tình nguyện tỏ ra hồ đồ để vào thời điểm cần thiết đưa ra phán đoán và lựa chọn. Lúc Tác Lãng lạt ma cứu mạng sống của bọn họ, đương nhiên là Phật. Bây giờ sao, dường như đã chẳng còn quan trọng. Bây giờ bọn họ chỉ quan tâm đến việc Lý Dục Thần có phải lừa đảo hay không, có phải đang ngụy trang thành nhà họ Lý để lừa gạt tài sản nhà họ Na hay không. Mặt khác, đối với mấy phú ông vẫn còn sống trong mộng hoàng gia huy hoàng ngày xưa mà nói, việc xấu trong nhà tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Ngoại trừ bố con Na Hi Nghiêu vẫn còn ôm chút mong đợi với Lý Dục Thần. Bởi vì bọn họ không có đường lui. Những người khác có thể bỏ trốn, có thể rời khỏi nơi này. Cũng có thể ở lại tỏ vẻ trung thành với Na Nhữ An, bọn họ lại không được. Na Hi Nghiêu nhíu mày, nói, cậu Lý, không phải cậu đang nói đùa chứ? Nói đùa cái gì, tôi giống như đang nói đùa lắm sao, Lý Dục Thần nói. Được rồi, mau bảo cậu ta cút đi, trong nhà đã ồn ào thế nào rồi, dù sao. Đây cũng là chuyện trong nhà, đừng để người bên ngoài chế giễu, có người nói.
bất kỳ một hào môn thế gia nào, ngoại trừ căn cơ ra thì luôn có mấy. Nhân vật cường quyền, mở rộng lãnh thổ như vậy, nhà họ Na là một trong số những gia tộc rất ít sống dựa vào hào quang trong quá khứ. Cũng bởi vì Na Hy Nghiêu là loại người có tính cách tương đối lạnh nhạt, không đủ mạnh mẽ, cho nên trước kia rất nhiều chuyện trong gia tộc đều giao cho Na Mạc Hòa đi xử lý. Sau khi Na Mạc Hòa mất tích, nhà họ Na đã mất đi nhân vật có bàn tay sắt duy nhất. Cho nên Na Hy Nghiêu mới có thể gửi gắm hy vọng lên trên người Na Như An. Bây giờ bị Lý Dục Thần nói ra trước mặt mọi người, Na Hy Nghiêu cũng không nhịn được rồi. Cậu Lý, cho dù thế nào thì nhà họ Na cũng là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, cho dù cậu là đời sau của nhà họ Lý cũng không có tư cách tùy ý bình luận chuyện của nhà họ Na. Nếu như lão gia nhà cậu còn sống, tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Ồ, ông khẳng định như vậy ư, ánh mắt Lý Dục Thần vô cùng lẫm liệt, như vậy lão gia nhà tôi chết có liên quan đến mấy người hay không? Na Hy Nghiêu đột nhiên giật mình, trên người bỗng nhiên đầm đìa mồ hôi lạnh. Ông ta cũng không dám gánh chịu cái tiếng này đâu. Không, tuyệt đối không có việc này. Nhà họ Lý hủy diệt, không có chút liên quan nào đến nhà họ Na cả, Na Hy Nghiêu nói. Lý Dục Thần hừ lạnh một tiếng, đảo ánh mắt một vòng. Ánh mắt lạnh lẽo của anh đảo quan trên mặt mỗi người. Người bị anh nhìn chúng cứ như rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Thật sự không có chút liên quan nào ư, Lý Dục Thần hỏi. Không có, một chút cũng không có, Na Hy Nghiêu nói. Vậy tại sao nhà của nhà họ Lý tôi lại rơi vào trong tay mấy người? Sau khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, sản nghiệp của nhà họ Lý cũng nên có người tiếp nhận. Nhà họ Lý lớn như vậy, ai mà không động tâm? Thủ đô có nhiều gia tộc như vậy, gần như ai nấy cũng đều có phần, không ăn được thịt cũng uống được nước canh. Nhà họ Na chúng tôi đúng là nhờ việc đó mà đã thu lợi rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng không phải cưỡng chiếm, đều dùng phương pháp chính quy hợp pháp. Vừa rồi tôi cũng đã nói, căn nhà đó có thể trả lại cho cậu, không những là nhà mà còn có rất nhiều sản nghiệp cũ của nhà họ Lý, 20 năm nay đều không hề bị động vào, đều có thể trả lại cho cậu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu thật sự là con cháu của nhà họ Lý, hơn nữa còn giúp chúng tôi vượt qua nguy cơ hôm nay. Na Hy Nghiêu nói một hơi, cảm thấy có chút thở không được. Những người khác của nhà họ Na rất bất mãn, có người nói, ông giải thích với cậu ta nhiều như vậy làm gì? Đúng, chỉ lừa một tên lừa gạt, ông còn tin cậu ta. Bảo cậu ta cút đi, chuyện của nhà họ Na không tới lượt cậu ta đến vung ai múa chân. Lý Dục Thần nói với Na Hy Nghiêu, tốt nhất là những gì hôm nay ông nói đều là thật, nếu để cho tôi biết. Mấy người phàm là có một chút quan hệ với chuyện năm đó, tôi sẽ san bằng nhà họ Na. Ha ha ha, san bằng nhà họ Na. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu có thể khoác lác sao, có người chế giễu. Trang viên đổ sụp tạo ra vô số bụi bặm phiêu lãng theo gió. Cũng may nơi này không phải khu náo nhiệt, gần đây không có nhà cửa nào cả. Nếu người ở ngoài xa nhìn sang còn tưởng rằng lại xuất hiện bão cát. Đám người nhà họ Na bò dậy từ dưới đất, nhìn phế tích trang viên đã trở thành bột mịn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này bọn họ mới biết được Lý Dục Thần cũng không phải khoác lác nói suông, anh thật sự có thể san bằng nhà họ Na. Một cú đạp mà thôi, nhà họ Na quả thật đã bị san bằng dễ dàng như vậy. Nhìn qua một vùng phế tích và bức tường lẻ loi trơ trụi đứng trong bụi mù, bọn họ nhớ tới Viên Minh Viên, nhớ tới triều đại cũ đã sụp đổ. Đại Thanh sắp bị diệt rồi, một lão già nằm sấp trên mặt đất cất tiếng kêu khóc đau buồn. Đại Thanh đã sớm kết thúc rồi, Na Nhữ Bình nhìn phế tích, lại nhìn bụi mù tung bay, sâu xa nói, là chính chúng ta vẫn còn sống ở trong mộng. Anh ta bỗng nhiên đứng lên, đi về phía Lý Dục Thần trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quỳ một chân trên đất, nói. Cậu Lý, kể từ hôm nay, nhà họ Na tự động rời khỏi vị trí bốn gia tộc lớn thủ đô. Thủ đô vốn không nên có bốn gia tộc lớn. Na Nhữ Bình tôi đại diện nhà họ Na, hết mình ủng hộ cậu Lý phục hưng nhà họ Lý. Sau này phàm có chỗ cần dung, cậu Lý cứ việc mở miệng, Na Nhữ Bình sẽ xông pha khói lửa, nguyện ý đi đầu. Lý Dục Thần không nghĩ tới người đầu tiên của nhà họ Na tỉnh lại chính là vị công tử này. Mà những người khác của nhà họ Na mặc dù rất kinh ngạc, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản. Na Nhữ Bình xoay người, nói, bố. Các vị chú bác, các ông, thời đại đã thay đổi, chúng ta không thể giống như quá khứ nữa. Tiền triều hoàng mộng không phải vinh quang của chúng ta, mà là gánh nặng của chúng ta.
Tôi muốn vứt bỏ gánh nặng này, để nhà họ Na nhẹ nhàng vùng lên. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ tôi. Na Hi Nghiêu nhìn Na Nhữ Bình, sau khi kinh ngạc là có chút mừng rỡ. Ông ta không nghĩ tới, đứa con trai từ trước đến nay vẫn luôn bình thường này của mình, vậy mà lại có quyết đoán như thế. Mặc dù từ bỏ thân phận hoàng tộc sẽ khiến bọn họ khó chịu như bị vả mặt, nhưng con trai nói đúng, thời đại đã thay đổi. Có rất nhiều thứ đã sớm biến thành gánh nặng. Hoàng thượng đã sớm không phải chỗ dựa của nhà họ Na. Nhà họ Na cần tìm kiếm một chỗ dựa mới. Ông ta nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt này, với năng lực dậm chân một cái san bằng cả trang viên, điều này không trâu bò hơn hoàng thượng sao? Trong nháy mắt Na Hi Nghiêu đã nghĩ thông suốt, thở dài nói, tôi già rồi, không theo kịp thời đại. Sự nghiệp cải cách to lớn, cứ giao cho mấy người trẻ tuổi làm đi. Nhữ Bình, bây giờ bố sẽ truyền vị trí gia chủ cho con ngay trước mặt các ông các chú các bác. Hi Nghiêu, ông làm cái gì vậy? Một lão già nói. Na Hi Nghiêu chắp tay với ông ta, lại cúi đầu với mọi người, tôi đã quyết định rồi, nếu như mọi người có ý kiến gì thì hãy nói ra luôn bây giờ, cứ coi như là hội nghị bầu cử của gia tộc chúng ta đi. Mọi người ông nhìn tôi nhìn ông, không có ai nói chuyện. Lúc này, ai dám nói cái gì? Lý Dục Thần vẫn còn đứng ở chỗ kia kìa. Dậm chân một cái, cả tòa nhà đều sập, nếu với người thì chẳng phải sẽ tan xương nát thịt sao? Không thể không nói. Mặc dù Na Hi Nghiêu là một người bình thường hèn nhạt, nhưng ở phương diện đối nhân xử thế lại xứng đáng với vị trí gia chủ. Lúc này ông ta nói muốn truyền vị trí đó cho con trai, ai dám phản đối. Thế là việc truyền thừa vị trí gia chủ nhà họ Na đã được hoàn thành ngay trong tình cảnh không thể tưởng tượng nổi này, với một loại phương thức không thể tưởng tượng được, đồng thời còn được đồng ý 100%, không có người nào phản đối. Lý Dục Thần mỉm cười. Chậm rãi đi về phía bức tường trong đống phế tích. Tại Na Hi Nghiêu đưa mắt ra hiệu, Na Nhữ Bình vội vàng đi theo. Lý Dục Thần đột nhiên quay đầu, chỉ vào Lý A Tứ nói, à đúng rồi, tôi phải thêm một điều kiện nữa, tôi muốn người này. Cứ để ông ta đến nhà cũ nhà họ Lý làm bảo vệ đi. Lý A Tứ ngơ ngác đứng tại chỗ. Thời gian anh ta đến thủ đô không lâu, vất vả lắm mới thông qua quan hệ đồng hương tìm được một công việc bảo vệ. Còn là làm bảo vệ cho gia tộc lớn ở thủ đô. Nhìn thái độ của Na Hi Nghiêu và Na Nhữ Bình hoan hỉ như muốn tiễn mình đi. Lý A Tứ lại một lần nữa nghi ngờ khu vườn của nhà họ Na có phải bị anh A phá sập hay không. Thế nên ông chủ cậu chủ mới chán ghét mình. Lý Dục Thần thấy Lý A Tứ bày ra vẻ mặt như đau đớn như trời sập thì ngạc nhiên, hỏi, anh không muốn à? Anh hỏi thế làm hai bố con nhà họ Na sợ thót tim. Đây là cơ hội tuyệt diệu để nịnh bợ người được chỗ dựa chỉ đích danh muốn mang đi, tìm mòn mắt cũng không cơ hội này. Hơn nữa sau này kể lại, nhà họ Lý có một bảo vệ từng làm ở nhà họ Na, nghe có vẻ như hai nhà thân thiết lắm. Này cậu tên gì? Na Hi Nghiêu còn chưa biết tên cậu bảo vệ may mắn này. Tôi tên là Lý A Tứ. Ồ, Lý A Tứ, mắt Na Hi Nghiêu sáng lên, cậu xem cậu cũng họ Lý này, là duyên phận đấy. Ông trời đưa cậu đến nhà họ Na, chính là để cho hôm nay cậu gặp được cậu Lý. A Tứ à, đây là cơ hội nghìn năm có một. Cậu còn do dự gì nữa? Còn không mau cảm ơn cậu Lý đi. Lý A Tứ hơi do dự, vì thế anh ta hỏi một câu mà đến chính anh ta cũng cảm thấy ngu ngốc, nhiều năm sau còn bị mọi người trong trang viên nhà họ Lý lôi ra chế nhạo, mỗi lần nhắc tới là anh ta chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào cho. Đỡ nhục. Đến chỗ cậu làm bảo vệ có oai hơn trưởng làng chỗ tôi không? Lý Dục Thần ngớ ra. Câu hỏi này làm khó anh quá. Thế nào mới gọi là oai hơn trưởng làng, anh bèn hỏi. Trưởng làng không dám ngủ với vợ tôi, Lý A Tứ trả lời. Mọi người bật cười. Câu trả lời Lý Dục Thần dành cho Lý A Tứ vang lên gió. Yên tâm, anh nhất định sẽ oai hơn trưởng làng. Tác Lãng đứng giữa đống đổ nát. Chiếc mũ vàng trên đầu ông A đã biến đâu mất, đầu phủ đầy bụi, trên đỉnh đầu còn có một cọng cỏ nửa vàng nửa xanh không biết từ đâu bay tới. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một kẽ hở trên xương sợ của ông ta, ngọn cỏ cảm rễ trong kẽ hở ấy như cắm vào trong đất, trông có vẻ dồi dào sức sống. Thấy Lý Dục Thần đi đến chỗ mình, Tác Lãng khom lưng, nói, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu Lý. Lý Dục Thần nhìn đỉnh đầu của ông ta, cười nói, đầu mọc cỏ rồi kìa. Tác Lãng sờ đầu mình, nhổ ngọn cỏ ấy đi, ông ta cũng nở nụ cười, nói, lửa đồng thiêu chẳng tắt,
gió xuân thổi sinh sôi. Lý Dục Thần nói, khô mộc phùng xuân, phá ngõa pháp năng tu được giống như ông kể cũng hiếm thấy. Tác Lãng hơi xấu hổ, nói, hồi trẻ tu nhầm, sư phụ nói đâm lao thì theo. Lao, con đường nào cũng dẫn đến Linh Sơn. Na Nhữ Bình đi theo Lý Dục Thần không hiểu bọn họ đang nói gì, Lý A Tứ cũng không hiểu. Lý A Tứ bị Na Nhữ Bình lôi đi cùng. Anh ta không mấy kháng cự, trái lại từ khi hỏi câu về trưởng làng khiến người ta cười ngặt nghế ô, anh ta đã là người của Lý Dục Thần rồi. Làm bảo vệ cho nhà họ Lý cũng không có gì không được, anh ta vốn là họ Lý. Lý A Tứ không hiểu Lý Dục Thần và Tác Lãng đang nói gì, anh ta nhìn ngọn cỏ trên đầu Tác Lãng, bỗng nghĩ đến cựu trưởng thôn cũng có cọng. Cỏ trên đầu trong phim hoạt hình, thế là lại nhớ đến trưởng làng quê mình. Đương nhiên trên đầu trưởng làng không mọc cỏ, nhưng hình như cũng có sừng nhô lên. Lý Dục Thần không nói chuyện với Tác Lãng nữa, anh nhìn về phía bức tường giữa đống đổ nát. Na Như An bị kiếm Huyền Minh ghim trên tường. Lý Dục Thần đứng yên ở đó, không nói gì, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như ẩn chứa sát khí. Anh dùng kiếm Huyền Minh ghim Na Như An, kiếm khí khóa hồn phách của đối phương lại, khi Na Như An bán linh hồn mình cho Minh Bộc, bọn họ đã trở thành một thể. Hồn phách của Na Như An bị khóa lại, tất nhiên cái bóng cũng không thể chạy trốn được. Dù gã cố gắng thế nào thì cũng có thể giấy giụa giữa đống đổ nát dưới ánh mặt trời, không thể hoàn toàn thoát khỏi cơ thể của Na Như An. Theo góc nhìn của Lý A Tứ và Na Như Bình, Lý Dục Thần chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng Tác Lãng biết, Lý Dục Thần đang giao lưu với ảnh ma bằng thần niệm, tuy rằng Tác Lãng không nghe được. Đừng giấy giụa nữa, ông trốn không thoát đâu, Lý Dục Thần nói. Cái bóng giấy giụa, gã cười to trong thần niệm, ha ha ha, cậu cho rằng làm thế là có thể giết được tôi sao? Cậu không biết được tôi đâu. Lý Dục Thần cười nhạt, tôi biết đây là phân thân của ông, chân thân của ông đang ở biển Trầm Quang. Hừ, Đạm Đài Ngọc đúng là phế vật, quả nhiên không đáng tin cậy. Xem ra cậu đã lấy được thánh vật của Hắc Thủy Đường rồi, thoạt nhìn cái bóng không hề lo lắng. Thì ra là do ông bố trí, dùng Đạm Đài Ngọc dẫn tôi vào địa cung. Muốn mượn tay quỷ vương giết tôi. Cậu nghĩ thế cũng không sai. Cậu có thể đánh bại quỷ vương, chứng tỏ thực lực của cậu không yếu. Một tầng lôi kiếp đã có được năng lực chiến đấu như thế, quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng mà cậu cũng đừng đắc ý, đó chỉ là cương thi chết hơn nghìn năm thôi. Cậu biết khi còn sống nó mạnh đến mức nào không? Lý Dục Thần có thể tưởng tượng ra được khi quỷ vương còn sống mạnh ra sao, cộng thêm cờ Hắc Thủy U Minh, phải nói là cực kỳ đáng sợ. Từ khía cạnh này có thể thấy được khi đó ma giáo hùng mạnh nhường nào. Mà đó mới chỉ là một trong năm đường ở ngoài, khó có thể tưởng tượng giáo chủ và các hộ pháp của ma giáo đến tột cùng là những con quái vật như thế nào. Đừng nói nhảm nữa, ông quan tâm chính ông thì hơn. Đừng nghĩ là tôi không tìm được chân thân của ông thì tôi không làm gì được ông, Lý Dục Thần nói. Cậu định tra tấn tôi à? Ha 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 ha, cái bóng chẳng những không sợ, trái lại còn rất phấn khích. Cậu tra tấn đi, dùng siêu hồn đại pháp ấy, thế là cậu sẽ biết được tất cả bí mật của tôi. Ha ha ha, Lý Dục Thần cau mày. Đương nhiên anh biết dùng siêu hồn đại pháp, nhưng mà đó là cấm thuật. Trong quy tắc được tiên môn trong thiên hạ tôn sùng, có rất nhiều thuật pháp bị cấm, siêu hồn đại pháp là một trong số đó. Sử dụng siêu hồn đại pháp không những có thể lục soát ký ức của người khác mà còn có thể thu hoạch hồn lực. Thậm chí có thể bắt giữ được những cảm ngộ đặc biệt không thể miêu tả trong suy nghĩ của người bị thi thuật. Nói cách khác, dùng siêu hồn đại pháp tương đương với phân giải hồn phách của người khác, hấp thu cho mình dùng. Thuật pháp này còn tàn nhẫn và khủng khiếp hơn thuật luyện hồn trong công pháp ma đạo. Một khi sử dụng siêu hồn đại pháp mà bị phát hiện thì sẽ bị coi như ma đạo, bị tiên môn trong thiên hạ tiêu diệt. Đương nhiên, quy định là quy định, nếu chỉ là quy định thì chắc chắn sẽ có người lén sử dụng. Nhưng siêu hồn đại pháp có một khuyết điểm, hoặc nên nói là hệ quả tiêu cực, đó chính là sẽ tăng uy lực của thiên hình lôi kiếp. Lôi kiếp vốn là kiếp số lớn nhất mà người tu hành phải đối mặt, đôi khi bản lĩnh hoặc vận may chỉ thiếu một chút cũng không vượt qua được lôi kiếp, mà nghe nói sau khi dùng siêu hồn đại pháp thì uy lực và thời gian của lôi kiếp sẽ tăng gấp bội. Bởi vậy cho dù là ác nhân trong giới tu hành cũng không dám tùy tiện sử dụng loại pháp thuật này. Lý Dục Thần là đệ tử của Thiên Đô. Đương nhiên sẽ không dùng cấm thuật. Ảnh ma cười điên cuồng hơn, ha ha ha, cậu không dám à? Sợ bị sư môn phát hiện sao?
sợ tu sĩ chính đạo trong thiên hạ này thảo phạt cậu. Thật ra đơn giản thôi, cậu giết hết người ở đây thì không có ai biết cả. Na Nhữ Bình và Lý A Tứ không nghe thấy bọn họ dùng thần niệm trò chuyện, nhưng không biết tại sao bọn họ lại cảm thấy ớn lạnh. Lý A Tứ rõ ràng cảm giác được, trên người Lý Dục Thần có luồng hơi thở thô bạo đang lan tràn. Anh ta không biết vì sao mình lại có cảm giác này, rõ ràng Lý Dục Thần đứng đó không hề nhúc nhích, mà anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh. Nếu mà so sánh, thì trong mắt Lạt Ma Tác Lãng lộ vẻ sầu lo nồng đậm. Tác Lãng không cảm nhận được luồng hơi thở thô bạo, mà là ma tâm sao động. Ông ta không rõ, tu vi Lý Dục Thần cao như vậy, hơn nữa rõ ràng Na Như An đã chết, chỉ còn có một chút tàn hồn, vì sao vẫn có thể ảnh hưởng đến âm cảnh của Lý Dục Thần. Mặc dù biết rõ lực lượng của ông ta vô cùng nhỏ bé, nhưng Tác Lãng quyết định phải cố gắng ra chút sức lực. Ông ta ngồi xổm xuống, nhặt lên chuông lục lạc và chày kim cương của ông ta từ trong đống đổ nát. Ông ta nhẹ nhàng lung lay lục lạc. Tiếng chuông trong trẻo vang lên, như băng tuyết trên cao nguyên tan chảy róc rách, làm tâm trạng người ta khoan khái hơn. Lý A Tứ và Na Nhữ Bình đều cảm thấy không khí trở nên mát mẻ hơn nhiều. Nhưng sắc mặt Lý Dục Thần vẫn không hề thả lỏng, ngược lại sát ý trong mắt nồng đậm hơn. Cho dù thành ma thì thế nào chứ? Câu nói này quanh quẩn trong lòng anh, không đuổi đi được. Mình vốn là mai. Không biết tại sao, trong lòng anh lại mơ hồ sinh ra ý nghĩ này, mặc dù nó rất nhanh đã bị đạo tâm của anh đè ép xuống. Tất cả điều kiện cái bóng nói ra đều không thể dao động đạo tâm của anh, nhưng điều cuối cùng cậu có thể biết được mẹ của cậu ở nơi nào. Khiến nội tâm Lý Dục Thần không thể chống cự lại. Anh nhớ cái bóng đó từng nói, mẹ anh bị cầm tù lại vùng đất Cửu U, vĩnh viễn chịu hình phạt liệt hỏa hàn băng. Những thứ khác có thể mặc kệ, nhưng anh không thể không cứu mẹ. Nhưng siêu hồn đại pháp, anh không thể dùng nó. Đầu chày sắc bén lóe lên ánh sáng vàng kim, như thể đâm thủng dáng ngũ màu. Tác Lãng ngưng tụ công lực suốt đời vào một kích này, mặc dù vừa rồi ngầm đấu đá với Na Như An đã khiến ông ta bị thương nặng, nhưng qua một hồi nghỉ ngơi, một kích toàn lực này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ảnh ma đã mất đi thân xác của Na Như An, lại bị kiếm huyền minh khóa lại, không thể chạy trốn hoặc phản kích lại, chỉ cần bị chày kim cương đâm chúng chắc chắn sẽ bị thương nặng, lại chưa đến mức hồn phi phách tán. Nhất định phải ngăn cản ảnh ma quấy nhiễu đạo tâm của Lý Dục Thần. Nhưng đúng lúc này, Lý Dục Thần bỗng nhiên trở tay đánh ra một chưởng. Một luồng lực lượng hùng mạnh đánh trúng chày kim cương. Tác Lãng bị chấn động đến tuột tay, chày kim cương đâm rách không khí với tốc độ lấy cực nhanh, bay ra ngoài, biến mất ở phía xa. Tác Lãng cũng bị bay ngược ra ngoài, ầm một tiếng rơi xuống đất, đập lên đầy đất bụi mù. Ông ta nâng người lên, phun ra một ngụm máu tươi, như vệt đỏ điểm xuyết giữa bụi mù xám xịt. Cậu Lý, cậu! Lý Dục Thần không hề quay đầu lại, cả giận nói, ai bảo ông giết nó? Ha ha ha, cậu lại ra tay cứu tôi! Ha ha ha, cậu ra tay cứu tôi! Giọng nói hưng phấn của ảnh ma truyền đến, không phải cậu là danh môn chính đạo sao? Không phải đạo tâm của cậu kiên cố lắm sao? Tại sao cậu lại cứu tôi? Ha ha ha! À, Lý Dục Thần đột nhiên phát điên ngửa mặt lên trời thét dài, mẹ của tôi ở đâu? Vùng đất Cửu U ở đâu? Là ai nhốt mẹ tôi? Cậu lục soát hồn của tôi chẳng phải sẽ biết? Ha ha ha! Đừng tưởng rằng tôi không dám, khuôn mặt Lý Dục Thần trở nên dữ tợn, ánh mắt như đao, còn ép tôi sẽ không chỉ lục soát hồn của ông, mà đến khi tìm được chân thân của ông, tôi có hàng chục ngàn phương pháp tra tấn ông. Được, tới đi, dùng siêu hồn đại pháp, cậu chính là ma, quyết liệt với đám chính đạo nhân sĩ kia đi. Ảnh ma trở nên hưng phấn, đầy cõi lòng mong đợi. Cậu biết không, tôi đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Tất cả những gì cậu trải qua đều do tôi sắp xếp, chính là để kích phát ma tính của cậu. Cậu vốn là mai, mau đến đi, khôi phục bản tính của cậu. Trở lại bản tâm ban đầu của cậu, để cho tôi xem khuôn mặt thật sự của cậu, xem rốt cuộc cậu có phải là người mà tôi muốn tìm không. Mau tới, giết tôi đi, rồi lục soát thần hồn của tôi, cậu sẽ biết tất cả chân tướng của 20 năm trước. Một kiếm này, dù là thầy của ông ta, Pháp Sư Đan Tăng, e rằng cũng không thể ngăn cản. Thi thể của Na Như An chậm rãi trượt xuống dọc theo vách tường. Đến tận khi rơi xuống mặt đất, kiếm khí vẫn chưa tiêu tán. Ảnh ma bị kiếm khí của kiếm huyền minh khóa chặt trên mặt đất, dần dần nhạt đi, mắt thấy sắp sửa tiêu tán.
Sao cậu không muốn lục soát thần hồn? Thần niệm của Minh Phó dần trở nên suy yếu. Hừ, tôi chính là đệ tử của Thiên Đô, tu đạo suốt 13 năm tại Côn Luân, được kiếm khí vạn tiên rèn luyện thân xác và tinh thần, vài câu chuyện ma quỷ của ông há có thể dao động đạo tâm của tôi, Lý Dục Thần nói. Cậu là đệ tử của Thiên Đô? Không, cậu là ma, cậu vốn là ma, cậu là thiếu chủ của tôi. Nếu cậu không tin, hãy nhìn thanh kiếm trong tay cậu đi, trên thân kiếm. Có hơi thở của Minh Di. Minh giới. Lý Dục Thần không hề biết lai lịch của kiếm huyền minh, danh sách tiên khí và ghi chép danh kiếm của Thiên Đô đều không hề có thông tin. Đây là kiếm huyền minh. Thiếu chủ, cậu lấy được huyền minh. Cậu đang cầm huyền minh đấy. Thiếu chủ gì chứ? Ông nói bậy bạ gì đó. Lý Dục Thần dùng thần niệm quát chói tai, chấn động đến bóng người vốn ảm đạm càng trở nên lập lòe, suýt chút nữa tiêu tan. Thiếu chủ, suốt đời này lão nô đã tìm cậu biết bao năm. Cái bóng nói, tôi là Minh Phó, là người hầu trung thành của Thiên Ma, chuyên để chờ đón chân thân chuyển thế của Thiên Ma. Thiếu chủ, mẹ cậu là thánh nữ, cậu chính là Thiên Ma chuyển thế. Nói hưu nói vượn, Lý Dục Thần phẫn nộ quát. Lão nô không hề nói hưu, lúc trước lão nô cũng không dám khẳng định. Cái bóng càng lúc càng mờ nhạt, thần niệm càng ngày càng yếu. Bí mật của ma giáo truyền thừa lâu như vậy, bao nhiêu đời thánh nữ cũng chưa thấy thánh thai. Nhưng vừa rồi kiếm khí cậu đánh ra, tôi mới xác nhận cậu chính là người tôi muốn tìm. Bảo kiếm huyền minh là chí bảo của minh giới, chỉ có bản tôn của Thiên Ma đại nhân mới có thể phát huy ra sức mạnh của nó, rơi vào trong tay người bình thường thì chỉ là một đống sắt vụn. Hơn nữa, nơi huyền minh rơi xuống có thần long canh giữ, có thể lấy đi kiếm huyền minh từ trong tay thần long, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu hẳn là thiếu chủ. Bà cung dưới suối vàng biết cũng có thể cười vui. Ông nói cái gì, Lý Dục Thần lấy làm kinh hãi, mới vừa rồi ông còn nói mẹ của tôi bị cầm tù tại vùng đất Cửu U, hiện tại lại nói bà ấy ở dưới suối vàng, hiển nhiên ông đang nói hưu nói vượn, không có một câu là thật. Bà ấy chưa chết, dưới suối vàng, chính là Cửu U, Cửu U ở ngay dưới Hoàng Tuyền. Bất luận là thế nào đều không thể làm nó đạt được mục đích. Dù anh có thật sự mang huyết mạch Thiên Ma, Lý Dục Thần cũng sẽ không tiếp nhận người hầu này. Khi mà vật cổ xưa ngủ say trong huyết mạch của anh lại lần nữa chậm rãi thức tỉnh, Lý Dục Thần không hề do dự, một kiếm chém giết phân thân của Minh Phó. Lúc cái bóng biến mất, phế tích trang viên hoàn toàn khôi phục như bình thường, tâm cảnh của Lý Dục Thần cũng khôi phục như cũ. Anh mệt mỏi thở hắt ra. Trận chiến ngày hôm nay không khiến anh mất nhiều sức lực, giết chết ảnh ma đơn giản hơn giết chết quỷ vương nhiều. Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Còn mệt mỏi hơn tất cả các lần chiến đấu trong dĩ vãng cộng lại. Nhìn đống đổ nát trước mắt, anh dường như quay trở về năm 7 tuổi. Mất đi ông nội, anh một mình đứng cô đơn giữa vùng đất bỏ hoang, cô độc và bất lực đến nhường nào. Mà khoảnh khắc này, anh cũng vô cùng cô độc. Rốt cuộc vì sao mà nhà họ Lý diệt môn? Cuối cùng thì mình là tiên hay ma? Mẹ có còn sống không? Những câu hỏi liên tiếp này luẩn quẩn không đi trong đầu anh. Không ai có thể giúp anh. Anh nhìn về phía tây, sư phụ, người đang ở đâu? Anh rất muốn gấp một con hạc giấy, để Thanh Điểu đưa tin đi hỏi sư phụ. Nhưng anh biết rõ, những việc này không thể hỏi sư phụ. Có hỏi thì người cũng sẽ không nói. Động tác của Lý A Tứ làm Na Như Bình sợ hãi, anh ta muốn mở miệng mắng, chợt nhớ ra Lý A Tứ không còn là người nhà họ Na nữa. Giờ anh ta mở miệng mắng Lý A Tứ chẳng khác gì mắng bảo vệ của nhà họ Lý. Cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám mắng bảo vệ nhà họ Lý. Anh ta biết rõ, sau này nhà họ Na chỉ có thể ôm đùi nhà họ Lý. Mà đến cả ôm đùi đều phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì cái đùi này lúc nào cũng có thể giẫm chết người. Na Nhữ Bình há to miệng, nuốt lại lời đã đến bên miệng. Lý Dục Thần quay đầu, nhìn xem Lý A Tứ. Cười nói, anh không sợ tôi. Lý A Tứ không né tránh ánh mắt của anh, đáp, sợ chứ. Nhưng tôi sợ cậu chết hơn. Trái tim của Na Nhữ Bình tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Lý Dục Thần sững sờ, vì sao? Hiện tại cậu đang là ông chủ của tôi còn muốn kiếm tiền mang về nhà cho bố mẹ tôi xây nhà mới. Cậu đã đồng ý với tôi rồi, để tôi xây căn nhà nở mày nở mặt hơn cả trưởng làng. Ha ha ha. Lý Dục Thần cười ha ha, sự cô độc và bất an vừa rồi bị quét sạch sành sanh. Anh võ võ bả vai Lý A Tứ,
Sau đó hỏi Na Nhữ Bình, anh có thể nộp lên chìa khóa của căn nhà của họ Lý không? Na Nhữ Bình vội vàng nói, đương nhiên là được, cậu muốn sang tên cho cá nhân cậu, hay để dưới danh nghĩa công ty? Lý Dục Thần ngẫm nghĩ đáp, đây là nhà riêng, sang tên cho người đi. Na Nhữ Bình trả lời, không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp người làm việc này, cậu không cần quan tâm, nhưng thủ tục sang tên không nhanh như vậy, khả năng cần chờ mấy ngày. Cậu có thể lấy đi chìa khóa trước, tôi sẽ lập tức sai người đưa tới. Không cần đưa cho tôi, cho anh ta là được, để ngày mai anh ta đi làm, Lý Dục Thần chỉ Lý A Tứ. Lý Dục Thần bỗng nhiên thu lại tươi cười, đứng lên, vươn tay ra ngoài, từ trong rừng cây rất xa bay tới một vệt ánh sáng vàng kim, rơi vào trong tay. Anh, hóa ra là chày kim cương của Tác Lãng. Ngón tay anh nhẹ gảy, chày kim cương phụt một tiếng chui vào mặt đất bên cạnh Lạt Ma Tác Lãng. Đợi chính ông tu thành Phật, rồi lại đến độ tôi. Dứt lời, anh quay người bỏ đi. Lạt Ma Tác Lãng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chày kim cương đóng chặt xuống nền bê tông cứng rắn. Lý A Tứ thấy Lý Dục Thần muốn đi, nhớ lại hình như anh ta có lời gì đó phải nói, nhưng chỉ chớp mắt, anh ta chợt phát hiện Lý Dục Thần đã đi đến cửa trang viên, lại chớp thêm lần nữa, anh biến mất không còn thấy tăm hơi. Lâm Mộng Đình đi lang thang trong Phan Gia Viên. Cô từng tới thủ đô mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi dạo trong Phan Gia Viên. Châu báu và đồ cổ được bày la liệt quả thực khiến cô mở rộng tầm mắt. Mặc dù là đại tiểu thư nhà họ Lâm, từ nhỏ thấy không ít thứ đáng giá, nhưng cô không hiểu giám định, không nhìn ra được thật giả. Điều khiến cô vui hơn là khí chàng của Phan Gia Viên. Thị trường đồ cổ có khí chàng. Đồ cổ chân chính có hơi thở đặc biệt của riêng nó. Có vài đồ cổ vừa mới được đào lên sẽ còn mang theo hương vị đặc trưng của đất đai. Một cái hai cái, người bình thường không có cảm giác gì, nhưng nếu có hàng ngàn hàng triệu cái tập trung vào cùng một chỗ, khí chàng đó sẽ vô cùng hùng mạnh. Mặc dù bên trong Phan Gia Viên hầu hết đều là hàng giả hàng nhái, nhưng cũng không ít đồ thật đồ tốt. Cộng với hơi thở của con người cực kỳ thịnh vượng, khiến cho khí chàng của nơi này vừa hùng mạnh vừa phức tạp. Hiện tại, Lâm Mộng Đình cũng xem như bước vào cửa tu hành, tất nhiên cô sẽ nhạy cảm với khí chàng. Cô không biết giám định, nhưng thông qua dòng chảy của hơi thở và khí chàng, cô có thể đánh giá được nơi nào có đồ tốt. Lại dùng thần thức yếu ớt mới hình thành của cô đi phân biệt từng cái một, cũng nhặt được vài món. Khẩu âm của người này rất nặng, là khẩu âm thủ đô chính gốc, trong giọng nói lộ ra một vẻ tự tin, căn bản cũng không hề có ý muốn thương lượng, cứ như là Lâm Mộng Đình nhất định sẽ bán chiếc nhẫn cho ông ta vậy. Không bán, Lâm Mộng Đình không có chút do dự nào. Có vẻ người kia đã dự đoán được cô sẽ nói như vậy, bèn cười ha ha, lúc cười để lộ ra một chiếc răng khảm vàng ở trong miệng. Cô gái, ra giá đi. Tôi đã nói là không bán rồi, Lâm Mộng Đình gói ghém lại đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn qua có vẻ là tùy tùng của người kia đột nhiên xoay người lại ngăn cản cô. Lâm Mộng Đình chau mày, sao vậy, muốn cướp à? Không không không, cô đừng hiểu lầm, Vương Bách Thuận tôi là người đứng đắn, làm sao có thể cướp được chứ? Vương Bách Thuận cười hì hì nói, Thuận mua vừa bán, đương nhiên là một bên đồng ý mua, một bên đồng ý bán rồi. Tôi chỉ mời cô dừng bước, chúng ta nói chuyện thôi. Tôi nói là không bán, cho nên không có gì để nói cả, Lâm Mộng Đình nói. Cô đừng kết luận sớm như vậy chứ. Việc mua bán này, đều là bàn bạc xong mới quyết định được. Vương Bách Thuận đánh giá Lâm Mộng Đình từ trên xuống dưới vài lần, nhìn cách ăn mặc và khí chất của cô thì cũng là người có tiền. Vừa rồi tôi đã quan sát cô cả một đường, chỉ thấy cô mua những thứ xa xỉ, đều là đồ tốt, rất có tầm nhìn. Lâm Mộng Đình không nghĩ tới người này đã sớm để mắt tới mình, trong Phan Gia Viên đông nghìn nghịt người, nhưng bị người ta nhìn chằm chằm cả một đường như vậy mà mình lại không biết, chứng tỏ mình vẫn còn quá yếu, u vi cũng không tới nơi tới chốn. Cô bỗng nhiên hiểu ra, Lý Dục Thần bảo cô đến Phan Gia Viên, không chỉ muốn kiểm tra ánh mắt của cô mà cũng đang rèn luyện ý thức bảo vệ bản thân trước loại nguy hiểm này. Lý Dục Thần đã nói, tu hành đến cảnh giới, thần thức phóng ra ngoài có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Thậm chí không cần thả thần thức ra cũng có thể cảm giác được nguy hiểm đang tới gần theo bản năng. Ông muốn làm gì, Lâm Mộng Đình cũng không sợ, tu hành đã cho cô can đảm và định lực. Vương Bách Thuận dường như có chút kinh ngạc, dùng chất giọng đặc trưng của thủ đô cất cao giọng lên, không kiêu ngạo không tự ti, có chút thú vị, nói xong ông ta liền cười ha ha một tiếng,
cô gái, tôi biết cô không thiếu tiền. Nhưng chuyện mua bán này chỉ cần để ý đến giá cả. Chỉ cần giá cả hợp lý, cho dù là người có tiền đi nữa cũng sẽ không từ chối. Nhà giàu nhất cũng muốn làm ăn mài. Mấy triệu, có lẽ cô sẽ không để trong lòng, như vậy đi, tôi trả 10 triệu mua chiếc nhẫn của cô. Lâm Mộng Đình vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ông anh này, tôi hiểu rồi, ông rất có tiền, nhưng tôi sẽ không bán chiếc nhẫn này. Nói rồi muốn đi, nhưng người trẻ tuổi kia vẫn ngăn cản cô lại. Động tác của người trẻ tuổi rất nhanh, thân pháp linh hoạt, hiển nhiên là người luyện võ. Lâm Mộng Đình biết pháp thuật, nếu như ra tay, cô sẽ không sợ người luyện võ. Nhưng nơi này là Phan Gia Viên, người đông nghìn nghịt, cô không có khả năng sử dụng pháp thuật ở chỗ này được. 20 triệu đi, tính cả một đống rác rưởi cô vừa mua, tôi muốn hết, Vương Bách Thuận nói. Không bán, Lâm Mộng Đình nhắc lại lần nữa. Cho dù trong lòng đang rất giận dữ, nhưng cách cô nói chuyện vẫn rất ôn ổn lễ độ. Cô tin tưởng, ở trước mặt mọi người, mình không thể sử dụng pháp. Thuật, bọn họ cũng sẽ không đến mức ăn cướp trắng trợn. Vương Bách Thuận rất bất ngờ, hỏi, cô gái, 20 triệu mà cô vẫn còn chê ít. Cô mua đống rác rưởi kia, mặc dù cũng coi là đồ có giá trị, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền. Cô mua giá cao như vậy, bán ra theo giá thị trường bình thường, cô sẽ không kiếm lời được bao nhiêu tiền, nói không chừng sẽ còn bị lỗ. Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến ông cả, Lâm Mộng Đình nói. Cô không phải người địa phương đúng không? Thì sao chứ? À, khó trách cô chưa từng nghe nói đến tên tuổi của tôi. Tự giới thiệu mình một chút. Tôi tên là Vương Bách Thuật, người trong ngành nể mặt tôi, đều gọi tôi một tiếng tứ gia. Cô có thể đi hỏi thăm một chút, tứ gia coi trọng thứ nào, không có chuyện không mua được. Lâm Mộng Đình nhíu mày lại, ông muốn ăn cướp trắng trợn đúng không? Hai, không thể nói lung tung được, tứ gia tôi mua đồ, xưa nay sẽ không bao giờ không trả tiền. Vương Bách Thuật nhẹ nhàng vung vẩy cái quạt, vuốt cái bụng tròn xoe, thật ra chiếc nhẫn trên tay cô căn bản không đáng giá. Nếu không phải tôi đang vội vã tìm một thứ để chúc thọ người ta, đi dạo hết toàn bộ chỗ này mà vẫn không tìm được cái gì, tôi cũng sẽ không mua với giá đớ. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không bán chiếc nhẫn này. Đừng nói 20 triệu, cho dù ông có trả 200 triệu, 2 tỷ, tôi cũng sẽ không bán, Lâm Mộng Đình nói. Lâm Mộng Đình đi qua, có chuyện gì? Cô gái, cho tôi xem chiếc nhẫn trên tay cô đi. Bà chủ không nói lời nào đã muốn túm lấy tay Lâm Mộng Đình. Đương nhiên Lâm Mộng Đình sẽ không để bà ta dễ dàng bắt được, nhanh nhẹn né tránh. Ồ, nhanh tay thật đấy, bà chủ cười ha ha, cô bé cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có gì ý xấu. Tôi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của mấy người rồi. Cô không biết người kia có lai lịch gì đúng không? Lai lịch gì? Lai lịch của ông ta rất lớn, bà chủ nhìn xung quanh, xích lại gần, thấp giọng nói. Tôi nói cho cô biết, ông ta tên là Vương Bách Thuận, biệt danh là Vương Kim Nha. Cô đừng thấy ông ta trồng răng vàng trong miệng là thô kệch, nhưng ông ta cũng không phải là nhà giàu mới nổi đâu. Ông ta là người của nhà họ Vương ở thủ đô, đứng thứ tư, người ta gọi là tứ gia. Lâm Mộng Đình không tiếp lời mà lẳng lặng nghe. Thấy cô không nói gì, bà chủ cho là cô không biết nhà họ Vương, trên mặt lộ ra chút ít kiêu ngạo, không phải là cô không biết nhà họ Vương đấy chứ. Bốn gia tộc lớn ở thủ đô, điều này mà cô cũng không biết. Nếu nói đến nhà họ Vương ở thủ đô, đây chính là hạng người hô mưa gọi gió. Nhà họ Vương muốn thứ gì, cô có thể không cho được sao? Tứ gia thích mua đồ cổ, người ở Phan Gia Viên đều biết ông ta. Tầm nhìn của ông ta cao lắm, những thứ bình thường đâu có được ông ta coi trọng. Chiếc nhẫn kia của cô có thể được ông ta coi trọng, phải may mắn cỡ nào chứ? Cô bé, tôi khuyên cô nha, vẫn nên bán đi. Nếu cô cảm thấy giá cả không hài lòng, tôi có thể giúp cô đi nói một chút. Bây giờ Lâm Mộng Đình mới hiểu rõ, hóa ra là bà chủ muốn làm trung gian. Không bán, cô nói xong liền quay đầu bước đi. Bà chủ không nghĩ tới cô lại kiên quyết như vậy, sửng sốt một chút, có hơi thất vọng, sau khi thất vọng lại cảm thấy giận dữ, nhìn bóng lưng Lâm Mộng Đình hừ lạnh một tiếng, cất giọng the thé nói. Tứ gia muốn thứ gì thì đúng là chưa bao giờ không lấy được. Tứ gia nói cô không thể bước ra khỏi cửa Phan Gia Viên, cô sẽ thật sự không ra ngoài được đâu. Lâm Mộng Đình không để ý đến lời đe dọa của bà chủ, trực tiếp rời khỏi dãy cửa hàng này. Bị Vương Bách Thuận làm cho bực mình như thế, cô đã không có hứng thú tiếp tục đi dạo nữa,
liền dựa theo địa chỉ mà ông chủ hầu để lại, tìm được cửa hàng của ông ta. Ông chủ hầu đang ở trong tiệm nói chuyện phiếm với một đồng nghiệp mở quán bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Mộng Đình, lập tức ngây ngẩn cả người. Mấy ngày nay ông ta vẫn luôn cảm thấy mất mát, đều dựa vào việc khoác lác với người ta để nâng cao tinh thần. Cái vòng tay vàng khảm ngọc kia khiến ông ta nhớ tới đủ chuyện mạo hiểm với Lý Dục Thần ở Long Môn Thiên Quan. Nếu như không có chiếc vòng ai này, ngay cả chính ông ta cũng sẽ hoài nghi không biết có phải mình bị tinh thần phân liệt hay không, những chuyện kia đều là do ông ta tưởng tượng ra được. Cho nên ông ta sẽ không bao giờ bán chiếc vòng tay này, bao nhiêu tiền cũng không bán, vĩnh viễn không bán. Ông chủ hầu rất muốn đến Bách Thảo Đường thăm Lý Dục Thần, nhưng lại không mặt dày đến vậy. Người ta là ai, mình là ai chứ? Đừng nói đến y thuật xuất thần nhập hóa và pháp thuật giết thần chém quỷ kia, chỉ bằng việc người ta mang họ Lý, là cháu trai của Lý Thiên Sách, con trai của Lý Vân Hoa, thân phận này đã không phải là người mà một kẻ mở cửa hàng ở Phan Gia Viên như ông ta có thể trèo cao nổi rồi. Cho nên, khi Lâm Mộng Đình xuất hiện ở trong cửa hàng của ông ta, ông A còn kinh ngạc hơn cả khi nhìn thấy Cương Thi, suýt nữa thì cho rằng mình lại xuất hiện ảo giác. Đồng nghiệp bên cạnh trông thấy ánh mắt của ông ta, lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi vào trong tiệm thì bật cười, đưa tay ra vẫy vẫy hai cái trước mặt ông chủ hầu, nhắc nhở. Ha ha, ha, lão hầu, tỉnh lại đi, sắp rớt cả mắt ra ngoài rồi kìa. Ông chủ hầu lấy lại tinh thần, lập tức bật dậy, muốn nhường chỗ ngồi pha trà cho Lâm Mộng Đình. Nhưng bởi vì khẩn trương mà suýt nữa thì làm đổ cả khay trà trên bàn. Đồng nghiệp lắc đầu nói, lão hầu ông có khách, tôi đi trước đây, sau này sẽ đến nghe ông kể về chuyện Cương Thi sau. Nói rồi liền đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Lâm Mộng Đình cũng không nhịn được nhìn thêm mấy cái. Lúc ra cửa còn cảm thấy buồn cười, tự nhủ nói, a, lão hầu này cũng quá trọng sắc khinh bạn đi. Ông chủ hầu nhường chỗ cho Lâm Mộng Đình, lau sạch sẽ bàn trà, vui vẻ nói. Bà Lý, không ngờ cô lại đến đây. Cửa hàng nhỏ này của tôi hơi chật chội, cô ngồi tạm vậy. Mà đối với việc tổ chức lễ cưới sau này, mặc dù Lý Dục Thần không nói là sẽ không làm, nhưng Lâm Mộng Đình biết anh không quan tâm đến việc đó lắm. Có lẽ là chờ đến khi anh báo thù cho nhà họ Lý, khôi phục vinh quang ngày xưa của nhà họ Lý xong, hai người đến trước bài vị tổ tiên nhà họ Lý dập đầu là được rồi. Lâm Mộng Đình cảm thấy như thế cũng rất tốt. So với hôn lễ, thứ khiến cô càng mong đợi là đợi sau khi tu vi của mình có một chút thành tựu, Lý Dục Thần sẽ dẫn cô đến Côn Luân bái kiến sư trưởng. Nghĩ tới vị sư tôn không gì là không làm được, còn có những sư huynh sư tỷ 100-200 tuổi vẫn còn duy trì dáng vẻ thanh xuân kia, Lâm Mộng Đình liền thấy khẩn trương một cách khó hiểu. Ông chủ hầu, vẫn luôn gọi ông như vậy, còn không biết ông tên là gì, Lâm Mộng Đình tán gẫu. À, tôi tên là Hầu Thất Quý. Ngũ hầu thất quý đó, từ nhỏ trong nhà đã ngóng trông tôi trưởng thành có thể làm quan, làm rạng rỡ tổ tông, hiển hách nhà cửa. Ai ngờ tôi lại không biết cố gắng, đi theo nghề đồ cổ, suýt nữa thì khiến bố mẹ tôi tức chết, ông chủ hầu nửa đùa nửa thật nửa tự giễu nói. Lâm Mộng Đình cười nói, bây giờ ông có tiền như vậy, cũng coi như là làm rạng rỡ tổ tông đi. Hai, cũng chỉ như thế thôi. Ở xã hội của chúng tôi, từ xưa đã có quan niệm mọi nghề đều là kém cỏi. Chỉ có đọc sách là cao. Đọc sách vì là để làm gì, còn không phải là làm quan. Học giỏi thì thành sĩ mà. Sao có thể so sánh được với cậu Lý và phu nhân, xuất thân thế gia, gia học uyên thâm, thần tiên quyến lữ. Lâm Mộng Đình cười nói, Dục Thần vốn muốn đến thăm ông, nhưng anh ấy lại đột nhiên có việc, cho nên mới bảo tôi đến thăm ông một chút. Trên mặt Hầu Thất Quý lộ ra vẻ hưng phấn, để cậu Lý nhớ mong, tôi chỉ là dân chúng nhỏ. Nào dám làm phiền cậu Lý đến tận đây. Dục Thần nói anh ấy và ông có duyên, về sau có cơ hội, chúng ta có thể qua lại nhiều hơn. Lâm Mộng Đình nói, ông là chuyên gia trong nghề chơi là người mới, về sau ở phương diện này còn phải thường xuyên nhờ ông chỉ dạy. Chỉ dạy thì không dám nhận, Hầu Thất Quý nói, nhưng mà ở trong nghề này, thật sự không phải tôi khoác lác, cho dù là Phan Gia Viên hay là xưởng Lưu Ly, không có mấy người dám nói có ánh mắt tốt hơn tôi đâu. Lâm Mộng Đình liền lấy mấy thứ mới mua từ trong túi ra, đặt lên bàn, nói, đây là những thứ tôi vừa mới mua, ông giúp tôi nhìn xem, tôi có bị lừa hay không. Những vật này, thật ra Hầu Thất Quý vừa liếc mắt đã nhận ra thật giả, nhưng đây là do Lâm Mộng Đình mua, ông ta vẫn làm ra vẻ cẩn thận, đeo găng tay trắng, nghiêm túc cầm từng cái lên nhìn. Lúc ông ta nhìn hàng,
điện thoại của Lâm Mộng Đình vang lên. Lâm Mộng Đình liền đi ra cửa nghe điện thoại. Em lừa ai vậy? Hoạt động gì mà lại cho toàn trường nghỉ? Lại nói trường của em tổ chức hoạt động, trường của Nghiêm Cẩn cũng tổ chức hoạt động sao? Lớp 12, có trường cấp 3 nào lại vô duyên vô cớ cho lớp 10? Hai nghỉ học không, còn dám lừa chị em à? Lâm Vân ở đầu bên kia điện thoại không ngừng cười ha ha, chị đúng là thông minh, hỏa nhãn kim tinh, cái gì cũng không thể lừa được chị. Bớt nịnh hót, thành thật khai báo, hai đứa làm gì vậy? Lâm Mộng Đình tức giận nói. Là thế này, không phải chị và anh rể đến thủ đô sao, mẹ không yên lòng, liền bảo em xin nghỉ hai ngày tới xem một chút. Mẹ không yên lòng, không thể nào, mẹ có cái gì không yên lòng, cũng không phải là bà ấy không biết bản lĩnh của anh rể em. Bởi vì quá biết bản lĩnh của anh rể em cho nên mới không yên lòng. Lâm Mộng Đình liền hiểu ra ngay lập tức, Nghiêm Tuệ Mẫn sợ Lý Dục Thần đến thủ đô phồn hoa sẽ đổi lòng, sợ mình không giữ được Lý Dục Thần. Mẹ cũng thật là, không tin Dục Thần, chẳng lẽ còn không tin con gái sao, Lâm Mộng Đình phàn nàn. Chị á, mẹ nói, con bé ngốc Mộng Đình này, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có, nói không chừng còn là một đứa con nít, đúng là khiến bà đây. Nóng lòng chết mất. Lâm Vân bắt chước giọng điệu của Nghiêm Tuệ Mẫn, nói xong cũng nhịn không được cười ha ha. Lâm Vân, em muốn chết à, Lâm Mộng Đình mắng vào trong điện thoại, chắc chắn mẹ sẽ không nói như vậy, có phải là em bịa ra không? Em không hề bịa ra, mẹ thật sự nói như vậy. Không có khả năng, mẹ quan tâm nhất là việc học của em, làm sao lại cho phép em nghỉ chứ? Ha ha, mẹ cũng không khôn khéo như chị đâu. Em nói trường học có hoạt động cho nghỉ vài ngày, bà ấy liền tin, cũng đồng ý cho em đến thủ đô, còn cho em 100.000 tiền tiêu vặt, còn đặc biệt dặn dò em phải biết tự chăm sóc tốt cho mình, lúc hai người ở cùng nhau thì đừng làm ảnh hưởng đến việc chính của hai người. Cậu ta nhấn mạnh hai chữ việc chính. Cái gì mà trẻ con trẻ cái, bây giờ em rất giỏi đánh nhau đấy nhé. Nghiêm Cẩn cũng rất biết đánh nhau. Được rồi, hai đứa rất lợi hại, được chưa? Vậy chị hỏi em, mẹ bảo, em tới theo dõi anh rể em lại gọi em đến bảo vệ chị, vậy em nghe ai? Đương nhiên là nghe anh rể rồi, Lâm Vân thốt ra. Phản đồ, Lâm Mộng Đình mắng một câu. Chị, không phải chị cũng muốn em đi theo dõi anh rể đấy chứ? Dĩ nhiên không phải. Vậy sao chị lại bảo em là phản đồ? Mẹ bảo em tới theo dõi anh rể em lại lập tức nhắn tin cho anh ấy, bán đứng mẹ. Em không phải phản đồ thì là cái gì? Đó là mẹ lo lắng vớ vẩn, nếu anh rể mà thay lòng đổi dạ, em theo dõi anh ấy có tác dụng gì? Có trói người nhà họ Lâm chúng ta lại một chỗ cũng không bằng một ngón tay của anh rể. Chị, anh rể có thay lòng đổi dạ hay không, quan trọng là tại chị đấy. Tại chị lại không thể cầm dây thừng buộc lấy tim anh ấy. Chị, không phải em nói chị chứ, anh rể có được hay không, quan trọng vẫn là phải có nhu cầu. Phải có nhu cầu, hiểu không? Lâm Vân, Lâm Mộng Đình dậm chân sẵng giọng, có phải em thiếu đòn không? Lâm Vân ở đầu bên kia cười hì hì. Lâm Mộng Đình cũng vô cùng bất đắc dĩ, nói, được rồi, không nói phét với em nữa, bây giờ các em đang ở đâu? Bọn em vừa xuống máy bay, chị ở chỗ nào, chúng em bắt xe tới. Vậy các em bắt xe đến Phan Gia Viên. Lâm Mộng Đình báo địa chỉ cửa hàng của Hầu Thất Quý, sau đó cúp điện thoại. Hầu Thất Quý lấy cái vòng tay vàng khảm ngọc lấy được từ trong huyệt mộ địa cung kia ra. Lâm Mộng Đình lập tức cảm nhận được một loại khí tức kỳ lạ trên vòng tay, ôn nhuận mà âm hàn. Ôn nhuận là bởi vì bản thân vòng tay làm bằng ngọc, mà âm hàn là bởi vì nó bị chôn dưới đất quá lâu. Đây là cái gì? Đây là thứ tôi mang ra khỏi mộ huyệt quỷ vương đã từng xông pha với cậu Lý ngày đó. Hầu Thất Quý lại bắt đầu nói về chuyện xảy ra hôm đó. Vốn dĩ bởi vì người trước mặt là bà Lý, ông ta còn không có ý định nói nhiều, chỉ muốn kể lại đơn giản, nhưng Lâm Mộng Đình lại chủ động hỏi chi tiết. Điều này khiến Hầu Thất Quý như mở máy hát, Lâm Mộng Đình nghe rất nghiêm túc. Cô biết chuyện này, nhưng Lý Dục Thần không kể chi tiết, chỉ nói đã giết Đạm Đài Ngọc trong một huyệt mộ dưới lòng đất của Long Môn Thiên Quan, thậm chí còn không nói về Quỷ Vương và Cương Thi. Hầu Thất Quý kể chuyện rất đặc sắc, kinh tâm động phách. Nhất là khi kể đến Lý Dục Thần bị thương, Lâm Mộng Đình mới biết được hóa ra quá trình đó lại nguy hiểm như thế. Hầu Thất Quý kể xong, khuôn mặt đã đỏ bừng. Ông ta uống liền mấy chén trà,
mới ổn định lại từ trong mãnh liệt, nhớ tới Lâm Mộng Đình đang ngồi đối diện, trông thấy Lâm Mộng Đình còn cười với mình thì có chút ngượng ngùng, giải thích, phu nhân, tôi không hề khoác lác, tôi thật sự đã đánh chết nhiều cương thi như vậy. Tôi tin, Lâm Mộng Đình nói. Hầu Thất Quý sững sờ. Nhiều ngày qua, ông ta không biết mình đã nói chuyện này với bao nhiêu người, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy ông ta đang khoác lác, bên ngoài còn có người đồn ông ta mắc bệnh tâm thần. Đây là lần đầu tiên có người tin ông ta. Cho dù lấy thân phận của Lâm Mộng Đình vốn hẳn phải biết những chuyện này, nhưng Hầu Thất Quý vẫn có chút cảm động. Để phu nhân chê cười rồi. Làm sao có thể chứ, Lâm Mộng Đình cười nói, Dục Thần đã nói với tôi, lần này có thể thuận lợi diệt trừ Đạm Đài Ngọc, không thể bỏ qua công lao của ông chủ Hầu. Cho nên hôm nay mới đặc biệt bảo tôi tới thăm ông. Tôi mới tới cửa hàng này, cũng không mang theo quà gì, vừa rồi mua được mấy món đồ nhỏ, cứ coi như là quà gặp mặt của tôi đi, ông đừng chê. Chuyện này, Hầu Thất Quý nghe nói là Lý Dục Thần cố ý bảo vợ mình đến thăm ông ta, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt. Đây là thứ phu nhân mua bằng bản lĩnh, sao tôi có thể nhận được? Mặc dù những thứ này cũng không đáng tiền lắm, nhưng cộng lại tổng giá trị cũng không thấp, Lâm Mộng Đình cũng phải bỏ ra mấy triệu mới mua được, mặc dù vào trong tay Hầu Thất Quý chắc chắn không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng làm quà gặp mặt cũng đủ rồi. Xem ra là ông chủ Hầu chướng mắt những thứ này, Lâm Mộng Đình cười nói. Lâm Mộng Đình vốn cho rằng là Vương Bách Thuật, nhưng Hầu Thất Quý lại nói không phải Tứ Gia, mà là Tân Gia. Cô rất hiếu kỳ, làm sao trong Phan Gia Viên lại có nhiều lão gia ép mua ép bán như vậy chứ? Tân Gia là ai? Tân Gia tên là Tân Thụ Nghĩa, là Tông Sư Sách Môn. Tông Sư Sách Môn, Lâm Mộng Đình không nghe rõ, không biết đây là cái gì. Hầu Thất Quý giải thích, trước đây ở trên giang hồ có nhiều thú chơi đồ cổ, tranh chữ Xuân Cung, cất giữ giám bảo, người làm trong những nghề này gọi chung là sách môn, thậm chí còn bao gồm cả đào núi trộm mộ. Những người buôn bán lâu dài ở Phan Gia Viên và xưởng Lưu Ly, phần lớn đều xem như người trong sách môn. Mà Tần Gia chính là đương kim thái đầu của sách môn, nếu đổi một cách gọi khác thì chính là môn chủ, lão đại đứng đầu. Chỉ là xã hội hiện tại không có thói xấu và tổ chức giang hồ thời đại trước, không thể gọi như vậy, nhưng quy củ của sách môn vẫn còn ở đó. Gặp phải chuyện phân tranh và khó giải quyết cũng sẽ mời Tân Gia ra mặt. Trong nghề này chưa bao giờ có chuyện gì mà Tân Gia không giải quyết được. Lâm Mộng Đình nói như vậy, Tần Gia này rất lợi hại đi. Hầu Thất Quý nói, đúng vậy, nếu không sao lại gọi ông ta là Tông Sư Sách Môn chứ. Tên tuổi Tông Sư của ông ta cũng không chỉ nói ông ta có ầm nhìn và thực lực trong giới đồ cổ, đồng thời ông ta cũng hoàn toàn là Tông Sư Võ Đạo, tên tuổi trong Võ Lâm không hề thua kém gì Tiêu Minh Hạc Tông Sư. Tông Sư tỏa chấn, thái đấu sách môn. Theo lý thuyết cho dù gia tộc này có kém hơn 4 gia tộc lớn thì cũng nhất định là nổi tiếng khắp thủ đô. Sao, tôi chưa bao giờ nghe nói đến Tần gia, cũng không nghe nói đến thủ đô có nhà họ Tần vậy, Lâm Mộng Đình khó hiểu nói. Hầu Thất Quý cười nói, phu nhân có chỗ không biết, từ trước đến nay Tần gia sống rất khép kín, tên tuổi cũng chỉ vang dội trong võ lâm và sách môn, cô không phải người trong giang hồ, chưa từng nghe qua cũng là điều bình thường. Hơn nữa Tần gia cả đời chưa lập gia đình. Dưới gối không con, đương nhiên cũng không có gia tộc gì. Lâm Mộng Đình giật mình, thì ra là thế. Vậy vị Tân gia này cũng coi như là nhân vật lớn trên giang hồ, chỉ là tôi rất khó hiểu, người như vậy làm sao lại coi trọng một cái vòng tay của ông, còn ép mua ép bán như thế. Hầu Thất Quý thở dài, nói, Tân gia nào sẽ để ý đến cái vòng tay này, ông A cũng không có khả năng đến cửa hàng nhỏ của tôi. Chuyện là như thế này, mặc dù Tần gia không có con, nhưng lại có một đống cháu chắt, còn có không ít con nuôi. Trong đó có một người tên là Vinh Quảng Kiệt, là đệ tử quan môn của Tân Gia, rất được Tân Gia yêu chiều. Vinh Quảng Kiệt cũng hay đến Phan Gia Viên chơi, ở cửa Tây còn có cửa hàng của hắn ta. Là Vinh Quảng Kiệt coi trọng vòng tay của ông. Cũng không phải Vinh Quảng Kiệt, Hầu Thất Quý lắc đầu nói, nếu là Vinh Quảng Kiệt còn dễ xử lý, tôi nhờ người nói dùm, hoặc là tự mình đến xin lỗi là được. Lấy thân phận của hắn ta, cũng sẽ không gây khó dễ cho tôi. Xấu chính là ở chỗ không phải hắn ta, mà là bạn gái của hắn ta, tên là Dương Ly Ly. Vinh Quảng Kiệt cái gì cũng tốt, chỉ là mất trí trong phương diện phụ nữ, người phụ nữ mà hắn ta thích, cho dù có muốn cái gì hắn ta cũng sẽ cho, hơn nữa còn bất chấp mọi giá. Tần gia mặc kệ sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này,
ai sẽ đi nói cho Tân gia? Đây không phải là đắc tội với người ta sao? Vinh Quảng Kiệt là đệ tử quan môn mà Tần gia yêu thương nhất, còn là con nuôi, coi như con đẻ. Nếu Tân gia biết, cùng lắm mà nói hắn ta vài câu, còn có thể bảo hắn ta chia tay bạn gái hay sao? Đây là chuyện đắc tội với người ta, không ai dám làm. Hơn nữa cũng không phải là Vinh Quảng Kiệt không trả tiền, ngược lại, hắn ta ra tay rất hào phóng. Chỉ là mọi người nể mặt Tần gia, không có khả năng bán đắt cho hắn ta, đều bán ra bằng tiền vốn, có đôi khi sẽ còn thua thiệt một chút. Vậy ông cứ dứt khoát ra giá cao, để hắn ta biết khó mà lui, Lâm Mộng Đình nói, nếu như hắn ta mua thật, ông sẽ kiếm lời lớn. Hầu Thất Quý lắc đầu liên tục, tôi không thiếu tiền, tôi ở Phan gia viên góp nhặt mấy chục năm thanh danh, không thể bởi vì việc này mà bị hủy hoại được. Lại nói, tôi thật sự không muốn bán cái vòng tay này. Lâm Mộng Đình có chút lau mắt mà nhìn Hầu Thất Quý. Cô phát hiện trên người ông chủ Hầu đã có sự khôn khéo vốn có của người buôn bán, còn có một sự chính khí hiếm gặp. Khó trách Lý Dục Thần sẽ coi trọng ông ta như thế, muốn lôi kéo ông ta. Dương Ly Ly đến đây lúc nào, cô hỏi. Dương Ly Ly chưa tới, là ông chủ Dương bên cạnh đến nói với tôi. Ông chủ Dương là đồng hương với cô ta. Không đích thân đến, chỉ bảo người khác đến chuyển lời. Lại muốn ép mua đồ của ông, cũng quá ngông cuồng đi, Lâm Mộng Đình lắc đầu nói. Quả nhiên là thủ đô, bất cứ người nào cũng là lão gia cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.